Thưa quý vị, theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, tại thành phố Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 29 dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Đảng, Đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc chấp thuận chủ trương, trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, trong phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cho một số dự án. Trong đó, có các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế hay gọi tắt là Công ty AIC thực hiện. Bên cạnh đó, một số cán bộ, đảng viên kê khai tài sản cá nhân thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Một số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm vừa nêu thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021 và các cá nhân sau đây. Ông Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trách nhiệm còn thuộc về các ông bà. Bà Lê Thị Thình, ông Nguyễn Đức Quyền, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Phạm Đăng Quyền, ông Nguyễn Ngọc Hồi, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn. Ông Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa. Ông Lương Tất Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn. Ông Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Ông Hoàng Văn Hùng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ông Vũ Đình Sinh, ông Đào Trọng Quy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Hoàng Sĩ Bình, ông Trịnh Hữu Hùng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế. Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, liên quan đến các vi phạm khuyết điểm vừa nêu còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định những vi phạm được nhắc đến đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Để theo dõi những thông tin liên quan, mời quý vị truy cập vào địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và bật nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức được cập nhật liên tục.